gửi bố chính mẹ Phương của chúng con. Đây là một thước phim 35 năm, 12.775 ngày, 306.600 tiếng, 18.366.000 phút của bố mẹ. 35 năm cùng nhau đi qua một chặng đường. 35 năm cùng nhau cống hiến thầm lặng. 35 năm là hàng ngàn khó khăn chưa bao giờ kể. 35 năm là hàng vạn khoảnh khắc chưa bao giờ nói. 35 tiền thân trong vấn đề là mở nhà thuốc thì ông ngoại trước là từng công tác tại bệnh viện Việt Xô, thế sau đó chuyển về công tác bệnh viện E, thì là ông là trưởng khoa dược bệnh viện E. Thế năm 1958 là ông nghỉ hưu, chính thức nghỉ hưu, và cũng ở thời điểm nhà thuốc sở y tế nào cho phép mở nhà thuốc tư nhân, thì lúc ý ông cùng với con trai là Nguyễn Bá Hải mở nhà thuốc, thì cô chú thì cũng là cô Phương còn đang công tác tại bệnh viện Tai Mũi Họng và cũng mở nhà thuốc tại em ở Phương Mai. Thì năm 1990 thì anh trai cô Phương là đi nước ngoài, thì là cô chú lên tiếp quản nhà thuốc và đồng hành cùng với ông dưới sự dìu dắt của ông, thì Nguyễn Bá Trực là dược sĩ. Thì trong quá trình đồng hành dưới sự dìu dắt của ông thì là nhà thuốc luôn luôn là trưởng thành. Thời gian nó không phải là ngắn, 35 năm, nó đi quá nửa đời người. Nếu mà nghĩ lại thì là từng mức thời gian thì chúng cũng có thể cảm nhận được hết. Cô chú thì thực ra nó rất ngạc nhiên, bởi vì nó không những em duy trì được cửa hàng nhà thuốc mà nó còn mở thêm một hệ thống nhà thuốc, thành một hệ thống nhà thuốc và nhiều công ty nó cũng là đối tác. Thì đây cô chú rất tự hào, không những mà mở như thế mà nó còn duy trì mà hoạt động tốt. Đấy là niềm tự hào rất lớn của gia đình. Phương Chính là nơi để chúng con gắn bó, là nơi để chúng con xây những viên gạch đầu tiên cho bức tường tương lai, và là nơi chúng con được yêu thương và cùng nhau viết nên nhiều câu chuyện. Để sự tử tế trở thành công thức cho sự thành công. Nếu được đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe của con, thì con sẽ đổi lấy thời gian trở về quá khứ. Không cần nhiều. Cho con xin 5 năm thôi. 5 năm con cùng bố gánh vác để tóc bố đỡ bạc hơn. 5 năm con san sẻ nỗi buồn, áp lực cùng mẹ, để mẹ có nhiều thời gian ghi nhớ bố, ghi nhớ chúng con trong ký ức của mình lâu hơn. Nhưng bố mẹ ơi,
bố mẹ đã sống một cuộc đời rực rỡ rồi. Trăn trở của bố mẹ, những dở dang còn chưa làm hết của bố mẹ, con sẽ gói ghém nó và điền vào cùng với ước mơ của mình. Con hứa sẽ sống một cuộc đời có lãi như chính bố mẹ đã từng. Nhớ là cái thời điểm mà tôi có nhận thức được về cuộc sống thì lúc đó là tôi đã sống trong thuốc rồi. Xung quanh tất cả đều là thuốc. Và thậm chí là bây giờ tôi vẫn có cái biệt danh là dụng thuốc. Bởi vì là thời ngày xưa thì người tôi rất là nhiều mùi thuốc. Và thậm chí là đến những cái bạn mà hàng xóm còn trêu nhau là cứ mỗi lần mà thằng dụng thuốc xuất hiện là biết ngay. Mỗi lần mà có mùi thuốc là biết ngay dụng thuốc xuất hiện. Bởi vì là có thể là người tôi nó bị bám cái mùi thuốc rất là nhiều, mùi thuốc Tây ạ. Và chỉ cần đi đến đầu ngõ thôi, mà hôm đấy ngõ có một cơn gió nào đó thì toàn bộ cả ngõ đều biết là dụng thuốc đến. Đấy là lý do mà vì sao mà mọi người đặt tôi biệt danh là dụng thuốc. Thì với tôi đó là một cái sự may mắn. Lúc đầu ấy, thì rất là đơn giản thôi. Bố mẹ cùng với tôi thì xác lập một cái câu chuyện gọi là kinh doanh thương mại rất là thực tế. Đó là nếu bây giờ bố mẹ có thể đang nhập hàng với giá 10 đồng, nếu tôi lên chợ và lấy được hàng giá 9 đồng thì tôi có thể kinh doanh ngược lại cho bố mẹ với giá 10 đồng bằng với giá bố mẹ đang nhập. Và cái khoản lợi nhuận 1 đồng đó thì tôi lại tiếp tục tôi giữ để gọi là có động lực để làm kinh doanh. Chưa có một nhãn hàng nào triển khai các chiến dịch kinh doanh online. Và tôi nhận thấy đó là một trong những cái tiềm năng và một trong cái cơ hội rất lớn. Và đó là chính là lý do mà ngay sau đó thì tôi đã đưa hệ thống nhà thuốc của mình, thời điểm đó thì mới chỉ có một nhà thuốc thôi, là lên để kinh doanh online. Thì thật sự cũng phải chia sẻ với mọi người là thời điểm đó là thời điểm rất là bùng nổ của Phương Chính. Bởi vì là cái sự cạnh tranh gần như trên thị trường online thì chưa có. Cộng với việc là Phương Chính ngay từ cái thời điểm đấy đã định hướng là bán những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, định hướng những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe xịn sò, chất lượng cao. Và với lợi thế của người tiên phong, tức là người đầu tiên bán hàng nhà thuốc bán online cũng như là phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng online, nên ra là chúng tôi cũng được ủng hộ, sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các khách hàng, không chỉ ở mỗi quận Hai Bà Trưng mà mở rộng ra toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ năm 2018 thì được sự tin tưởng của gia đình cũng như ủng hộ của bố Chính, mẹ Phương, thì tôi đã được bán giao toàn quyền, quyền quyết định cũng như điều hành của hệ thống nhà thuốc Phương Chính. Và từ cái bước ngoặt thứ 3 đấy thì đến năm 2019, Phương Chính thì liên tục mở rộng từ một cửa hàng, mở rộng thành hiện nay là có 6 cửa hàng và với gần 70 nhân sự. Trong đó thì có 5 cửa hàng ở Hà Nội và 1 cửa hàng ở Hồ Chí Minh. Và với anh ấy thì những cái ấn tượng đầu tiên khi nghĩ đến Phương Chính ấy, nó luôn là một cái sự dẫn đầu. Một cái nếu như gọi Phương Chính là một con người ấy, thì đấy là một người luôn tìm tòi, thử nghiệm, tìm tòi trong cái việc đưa ra những cái ý tưởng mới. Đâu đó trong ở Việt Nam hiện nay chẳng hạn, anh có thể nói là ở Việt Nam thì Phương Chính còn có thể được coi là một cái hình mẫu cho một số các cái đối tác, một số các hệ thống của nhà thuốc học theo và làm theo. Và với anh thì Phương Chính có rất là nhiều thứ để học hỏi từ về mặt lịch sử rất là dài, một thứ rất là tự hào, rất là đáng để tự hào. Những cái thành viên của Phương Chính rất đáng để tự hào về điều đấy. Nhưng bên cạnh đó ấy, thì lịch sử nó chỉ là một con số thôi. Nhưng bên cạnh đó, cái việc là cái văn hóa, cái nét văn hóa mà Phương Chính thể hiện ra, nó thực sự là gây ấn tượng. Anh là một người có cơ hội được trực tiếp làm việc với các bạn, được giao lưu và được học hỏi từ các bạn, thì anh cảm nhận được một cái nét, một cái văn hóa rất là đậm đặc Phương Chính. Nó toát lên được từ những người đi đầu, từ những người leader cho đến các bạn nhân sự, hay thậm chí có cả những lúc mà anh được làm việc với những bạn mới vào của Phương Chính, anh cũng cảm nhận được cái nét văn hóa đó. Đó là một sự đồng lòng, đó là một cái tình cảm gia đình. Con đường mà Phương Chính đã chọn, đang chọn và sẽ chọn là một con đường khó, thực sự là một con đường khó. Và đây là một con đường mà chúng ta có sự đầu tư. Cái kết quả của nó ấy thì có thể đến chậm,
và nó cần cái sự kiên nhẫn cũng như là sự kiên định của những người làm nên nó. Tại sao anh nói nó là một con đường khó? Là bởi vì chúng ta đang tìm kiếm cái sự hài lòng của khách hàng. Chúng ta trong các cái hoạt động mà anh có cơ hội được hiểu về Phương Chính thì anh biết rằng là Phương Chính luôn cố gắng đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất, cao cấp. Bởi vì Phương Chính đang hoạt động trên một cái khu vực là của thủ đô Hà Nội rồi, nhưng lại còn hoạt động trên một khu vực cực kỳ đặc biệt của thủ đô Hà Nội là quận Hai Bà Trưng. Và với một cái tầm nhìn rất phủ kiến Hai Bà Trưng, một cái tầm nhìn phục vụ khách hàng, với con đường đi như thế thì anh tin chắc rằng mặc dù Phương Chính sẽ đi có thể là đôi lúc là hơi chậm một chút, nhưng sẽ chắc chắn và sẽ đến đích. Và cái biệt phủ xanh Hai Bà Trưng chắc chắn là một cái đích mà Phương Chính sẽ đạt được trong một tương lai không xa. Để gắn bó nhà thuốc Phương Chính thì cũng là một cả một quá trình. Bắt đầu từ gian đầu rồi nhà thuốc Phương Chính mới lập thì tôi đã đến mua sản phẩm đây. Trong quá trình mua sản phẩm thì càng khẳng định được rằng là nhà thuốc Phương Chính có sản phẩm hàng hóa rất là đa dạng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cái thứ hai nữa là giá cả của nhà thuốc Phương Chính là tương hợp lý đấy, so với thị với các nhà thuốc khác. Nhưng chúng ta mua được cái sản phẩm hợp lý giá và không cao hơn những sản phẩm khác. Đấy là cái điều mà đặc biệt của Phương Chính là như thế. Hàng hóa của nhà Phương Chính xuất xứ rõ ràng và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ. Đấy là cái độ tin cậy, mua hàng của Phương Chính thì yên tâm, không lo nghĩ về cái hàng giả thật. Đấy là một cái ưu điểm của Phương Chính. Đấy, cái thứ ba nữa, gần đây thì Phương Chính cũng có một cái chế độ tiếp thị và tri ân khách hàng rất là tốt. Là một cái tích điểm và trả bằng những sản phẩm. Về nhà thuốc Phương Chính thì là có một đội ngũ nhân viên chuyên môn rất là vững vàng và có nhiệt tình tâm huyết để tư vấn cho khách hàng mua được những sản phẩm hợp lý đấy, tùy theo cái điều kiện của từng khách hàng một. Cái đấy cũng là một điểm cộng của Phương Chính. Chính vì thế mà không những bản thân chú nhé và cả gia đình đã gắn bó với Phương Chính và còn giới thiệu cho nhiều người đến với Phương Chính nhiều hơn nữa. Chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ có một đoạn video rất là thú vị. Và khu chợ mình đang đứng ở đây là khu chợ Nam Đồng và rất là đông dân cư. Thì điều thú vị mà chúng mình muốn mang đến cho các bạn là gì thì chúng ta cùng khám phá nhé. Gia đình chú đã lên Hà Nội làm việc mấy năm nay. Gia đình nhà chú thì có 3 người con. Trong đấy thì có 2 em là em Bùi Nhật và em Vân Anh đã làm việc trong nhà thuốc Phương Chính cũng rất là lâu năm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến để gặp chú Diệp các bạn nhé. Chào chú. Ui cá tươi quá. Cá đây cho ăn đi. Đây cá kho này. Ôi một nồi cá rất là ngon. Đây. Đây ạ, đây là công việc hàng ngày của chú Diệp ạ. Chú bán cá ở chợ Nam Đồng. Cá rất là tươi. Rất là nhiều khách hàng đang mua các bạn ạ. Chú ơi hôm nay bán nữa mình bán hàng có được không ạ? Chú bán được cháu ơi. Vâng, chú bán hàng từ mấy giờ ạ? Ôi, một người đàn ông bán hàng với phong độ này khách hàng toàn là nữ thôi các bạn ạ. Trước hết này chú xin cảm ơn hệ thống nhà thuốc chú Chính, cô Phương, cháu Dũng cùng ban lãnh đạo đã tạo cái điều kiện môi trường làm việc rất là tốt cho con em, đặc biệt là hai con của chú Bùi Nhật và Vân Anh cũng như các em khác. Với cái điều kiện môi trường tốt như này thì không những bản thân tôi cũng như phụ huynh của các em khác cũng rất là hài lòng. Bởi vì tôi thấy là như của các cháu cũng là về truyền đạt và nói chuyện với tôi cũng như phụ huynh của các em ấy là làm việc trong môi trường Phương Chính rất là tốt. Bởi vì luôn luôn chú Chính cô Phương cũng nhanh nhụ các bạn là lãnh đạo luôn luôn tạo cái điều kiện rất là thoải mái. Rất là thoải mái thì tôi thấy là tôi cũng rất là yên tâm và phấn khởi. Một lần nữa thì là thay mặt cho phụ huynh cảm ơn chú Chính cô Phương và lãnh đạo của toàn thể cộng sự. Mà mỗi một lần mà chú đến với nhà thuốc Phương Chính ấy thì chú cảm thấy nó vui lắm. Thấy các em nó rất là tình cảm, sống với nhau như trong một gia đình ạ. Và những cái này, những cái tình cảm đó nhiều khi chú về chú cũng nói với cô là thật có những đứa con gửi gắm ở đây mình quá tin tưởng, quá yên tâm. Và đặc biệt là tôi thấy rất là tình cảm với các nhân viên trong nhà thuốc Phương Chính. Chị em đứa nào cũng nhận thích nhận tôi là bố là mẹ thì. Chào cảm ơn ạ. Vâng. Để đến từ ngày mai mà con trai nối tiếp được là cũng chú là rất tự hào. Bây giờ chú phải nhắc lại rất tự hào cả gia đình về rất tự hào về con trai. Và nói con trai trong mọi lúc mọi nơi
gia đình lúc nào cũng đồng hành với con, nhất là bố. Và em chúc mừng 35 năm một chặng đường của nhà thuốc Phương Chính. 35 năm là một khoảng thời gian dài, thực sự là một khoảng thời gian dài đối với một nhà thuốc. Đó là một khoảng thời gian mà anh nghĩ rằng chúng ta, các bạn Phương Chính đang có cơ hội được làm việc sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về một truyền thống. Và rõ ràng rằng Phương Chính sẽ còn hướng tiếp đến 35 năm tiếp theo, rồi 35 năm tiếp theo nữa, đúng không ạ? 35 năm vừa qua là một lịch sử, là một lịch sử. Chúng ta nhìn vào nó để tự hào. Nhưng anh nghĩ rằng 35 năm tiếp theo, cái tương lai của 35 năm tiếp theo, nó phụ thuộc vào chính những người đang khoác lên mình cái màu áo có hai chữ Phương Chính của hiện tại. Chính các bạn sẽ là những sứ giả, chính các bạn sẽ là những người thể hiện Phương Chính sẽ đi đâu, con đường Phương Chính sẽ về đâu. Và anh nghĩ rằng với những cái định hướng rất rõ nét từ sự lãnh đạo của những người đang cầm cờ cho Phương Chính, đến việc chúng ta tập trung cung cấp những cái trải nghiệm tốt cho khách hàng, chúng ta hướng đến những cái phân khúc khách hàng cao cấp, cũng như một cái tầm nhìn là Phủ Xanh, Hai Bà Trưng, thì anh nghĩ rằng cái con thuyền Phương Chính này sẽ đi đến đích. Và cái đích đó tuyệt vời như thế nào, rực rỡ ra làm sao, phụ thuộc vào chính các bạn, những con người Phương Chính ngày hôm nay. Xin chúc mừng các bạn. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Phương Trang, em là con gái của bố Chính, mẹ Phương, em gái của anh Dũng và cũng là người em gái nhỏ trong đại gia đình Phương Chính. Thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, nên là những cái lời nói sau đây này em xin được dành tới gửi tới những người đặc biệt trong lòng của em. Thứ nhất thì bố mẹ ơi, bố mẹ biết là bọn con yêu bố mẹ như thế nào và tự hào như thế nào về bố mẹ, đúng không ạ? Nên là những cái lời sau đây này con xin phép đặc biệt dành cho anh trai của con, anh Nguyễn Trung Dũng, và cũng như là những cái người đồng nghiệp của anh và những cả đại danh Phương Chính đứng đằng sau anh, hỗ trợ anh trên cả quãng đường ạ. Anh trai, em rất là tự hào về anh. Cái lời nói này nó không chỉ đơn giản là của một người em gái dành cho người anh trai đâu ạ. Đây là một lời nói, một sự tự hào, một sự công nhận của một người dành cho một người đang tiếp nối truyền thống gia đình rất là trọn vẹn. Cái trọn vẹn mà em định nghĩa ở đây nó chính là cái tư tưởng, cái sứ mệnh, cái tầm nhìn, cái sự yêu thương, cái sự đạo đức mà anh đang nối tiếp truyền thống gia đình. Mà cái những cái điều này là những cái điều bố mẹ em theo đuổi bấy lâu nay, trong vòng 35 năm nay. Và đến bên cạnh anh là những người đồng nghiệp, cả một đại danh Phương Chính, cả một đội ngũ anh chị rất là yêu thương nhau, trong công việc lẫn trong cuộc sống. Nên là thật sự mà nói là đến giờ phút này em thật sự là tự hào và ngưỡng mộ và rất là trân trọng mọi người luôn. Thật sự là một đại gia đình theo đúng một cái nghĩa đen đấy ạ. Hiện tại là bố mẹ đã nghỉ hưu rồi, em thì sống ở xa, nhưng mà cả gia đình em luôn dõi theo cả đại danh Phương Chính của mình. Và em xin gửi lời cảm ơn, những lời tri ân cho tất cả các anh chị đồng nghiệp, những đối tác, cả đại danh Phương Chính đã luôn sát cánh bên cạnh danh nhà em trong quãng thời gian vừa qua và cũng như là sắp tới.